Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiết số 2, bài 8, ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách Chân trời sáng tạo. Rồi, bây giờ mời các em mở sách ra trang số 25 nào. Như vậy chúng mình sẽ đến với cái tiết số 2 nhé. Bài tập số 1, phần luyện tập nào. Ok. Đây, mình sẽ copy cái bài tập số 1 sang đây. Ok nào. Người ta cho cái gì đây? Bạn Hà mua 4 quyển vở cùng loại, hết là bao nhiêu? 48.000 đồng. Hỏi bạn Thọ mua 8 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu? Này các em chú ý này, cái bài toán này thầy có thể tóm tắt một cách đơn giản như sau này. 4 quyển này, 4 quyển vở đúng không? Hết bao nhiêu? 48.000. Đúng chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta có bao nhiêu? 8 quyển vở giống như vậy thì hết là bao nhiêu tiền? Rồi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy, như vậy thì nhìn vào đây chúng mình có thể giải cái bài toán này bằng mấy cách? Mấy cách nhỉ? Hai cách nha. Thầy sẽ hướng dẫn ta luôn hai cách này. Cách số 1, đó là chúng ta sẽ rút nó về đơn vị. Được không? Được không nhỉ? Rồi, như vậy thì các em sẽ thấy này, 4 quyển thì bằng này tiền. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính là số tiền mua mấy một quyển vở, đúng không? Số tiền mua một cái quyển vở, hay là mỗi quyển vở cũng được nhé, sẽ hết là, ok, được không? 48.000 đồng thì mua được mấy quyển? 4 quyển thì chúng ta sẽ lấy 48 chia cho 4 thì sẽ tìm được mấy? Một quyển, đúng không? Như vậy 48 chia 4 thì chúng ta sẽ tính được là 12.000 đồng. Như vậy thì một quyển là 12.000 đồng. Bây giờ chúng ta có tính được 8 quyển không? Dễ không? Dễ ơi là dễ ơi. Vậy thì số tiền mà mua mấy 8 cái quyển vở như thế, đúng không, sẽ hết là, rồi các em sẽ lấy một quyển vở là 12.000 đồng, các em nhân lên cho mấy quyển? Nhân lên cho 8. 12 nhân cho 8 thôi, 8 2 16, viết 6 nhớ 1. 81 là 8, thêm 1 là 9. Như vậy ta sẽ được bao nhiêu? 96.000 đồng. Ok không? Như vậy đây là cái cách số 1. Được không? Và các em sẽ tự ghi đáp số như thế nhé. Rồi, cách 1 là cách rút về đơn vị. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn ta làm cách số 2 này. Mình sẽ có cách 2 như sau. Cách 2 là chúng mình sẽ là áp dụng việc tìm gì nhỉ? Tỷ số, đúng không? Đó. Vậy các em thấy ở đây này, 8 quyển vở nó gấp 4 quyển vở mấy lần, đúng không? Đó, dễ không? Như vậy thì 8 quyển vở gấp 4 quyển vở số lần sẽ là, được không nhỉ? 8 chia cho 4 bằng mấy? À, bằng 2. 2 này là 2 gì? 2 lần. Được chưa? Vậy thì 4 quyển vở thì hết bằng này. Thì bây giờ gấp lên 2 lần, đúng không?
Anh ta trả lời được ngay và luôn đúng không? Vậy thì số tiền mua 8 cái quyển vở hết là ok. 4 quyển là bao nhiêu? 48.000. Các em nhân lên cho số lần, nhân lên cho 2. Đúng nào? 48 x 2 thì nó sẽ là 96.000 đồng. Chuẩn chưa? Rồi, như vậy bằng hai cách chúng ta đều có một đáp án giống nhau là 96.000 đồng nhé. Ok không? Đấy, như vậy thì cái bài số 1 thầy hướng dẫn ta hai cách. Rồi, sang bài 2 nào. 36 chai nước thì xếp được mấy? 3 hộp à? Rồi, để thầy sẽ copy nó sang đây. Ok. Bài số 2. Được chưa nhỉ? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng có thể tóm tắt cái bài toán này. Và các em cũng có thể giải được bằng mấy? Hai cách được không? Đấy, những bài này thì chúng ta giải hai cách. Dễ ơi là dễ ơi thôi, đúng không? Đúng không nhỉ? Đấy, vậy thì chúng ta thấy này. 36 chai. 36 chai thì chúng ta xếp được là mấy hộp? 3 hộp. Vậy bây giờ có bao nhiêu? 180 chai. Đúng không? Thì sẽ xếp được mấy hộp? Ok. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa nhỉ? Đấy. 36 chai thì xếp được 3 hộp. Vậy thì 180 chai chúng ta sẽ xếp được là bao nhiêu hộp? Như thế. Như vậy bài này chúng ta cũng sẽ làm trong hai cách nhé. Thầy sẽ hướng dẫn ta cả cách 1 và cách số 2. Đấy, cách 1 là rút về đơn vị. Thế thôi. Đây. Rồi mình có này. 36 chai thì được 3 hộp. Vậy thì chúng ta sẽ rút về đơn vị là mỗi hộp sẽ xếp được số chai nước, đúng không nào? Đúng chưa? Ok nhá. Rồi, 36 các em chia cho gì? Chia cho 3. Như vậy 36 chia cho 3 thì sẽ được là 12 chai. Như vậy mỗi hộp chúng ta xếp được là bao nhiêu? 12 chai. Vậy thì bây giờ có bao nhiêu? 180 chai. Được chưa nhỉ? Vậy thì ta có này. Với 180 chai xếp được cái số hộp là ok. Rồi các em sẽ lấy 180, các em chia cho bao nhiêu? Chia cho số chai trong một hộp, tức là chia nó cho 12. Đúng không? Đó. Như vậy 180 mà các em chia cho 12 á, thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 15 đúng không? 12, 12, ủa 224. Phải không nhỉ? 180, 12 là 44, 225, đúng rồi. Sẽ được là 15 chai nhé. À 15 gì? 15 hộp. Ok nhá. Và đến đây thì các em tự ghi đáp số cho thầy. Vậy thì đó là cách gì? Cách 1. Chúng mình sẽ đến với cách số 2. Như vậy cách 2 là chúng ta tìm tỉ số này. Các em thấy này, 180 chai này này gấp 36 chai, đúng không? Đó. 180 chai gấp 36 chai. Cái gì? Số lần là ok. Thì sẽ lấy 180 mà chia cho 30, 36. Đúng không nhỉ? Đúng chưa? Đấy, vậy thì 180 các em chia cho 36 á, chúng mình sẽ được mấy lần? 5 lần đúng không?
Ok. Rồi, vậy thì 36 chai thì được 3 hộp. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Với 180 chai xếp được cái số hộp sẽ là ok. Dễ ơi là dễ ơi thôi đúng không? Như vậy mình sẽ lấy cái gì? 36 kem nhân lên cho mấy? 5 lần. Đúng không? 36 nhân với 5. À xin lỗi xin lỗi. Tự nhiên mình lấy 36 là sao? 180 thì xếp được mấy? 3 hộp. Ở đây chúng ta sẽ là lấy là cái gì? 36 thì được là 3 hộp. Nhân lên cho số lần là nhân lên cho 5. Rồi. Như vậy 3 nhân 5 sẽ là 10, 15 hộp. Ok chưa? Đấy, và đây chính là đáp số của cách số 2 nhá. Em ghi ra. Đáp số mười mấy hộp, 15 hộp. Ok. Rồi, như vậy chúng ta giải bằng hai cách thì đều có kết quả 10, 15 hộp. Sang bài 3 nào. Một cái ô tô cứ đi 100 km trên một con đường thì tiêu thụ hết là 8 lít xăng. À, rồi. Kệ nó đi. Sang đây đã rồi tính. Cóp em nó sang đây. Ok. Bài gì đó thì tính sau. Rồi, cái gì đây? Bài giải đấy nhá. 100 km thì hết là 8 lít xăng. Bây giờ câu A này, người ta hỏi là gì? Hỏi ô tô đi 50 km trên con đường đó thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? Đấy. Như vậy thì đối với cái bài toán này thì giờ chúng mình phải làm sao? Xử lý như nào đây? 100 km thì được hết là 8 lít. Vậy bây giờ 50 km thì hết bao nhiêu lít? Thì em sẽ rút gì? Rút về đơn vị không? Không rút về đơn vị được. Cái này chúng ta sẽ tìm tỷ tỷ số này. 100 km này gấp 50 km số số lần. Đúng không nào? Đấy. 100 km này gấp 50 km số lần sẽ là được không? Cái này được chưa nhỉ? Đến đây hiểu chưa nhỉ? Đấy, vậy thì kem sẽ lấy bao nhiêu? 100 chia cho 50. Rồi, như vậy 100 chia cho 50 thì bằng mấy? 2 lần. Đúng không? Rồi, mà 100 km thì hết là mấy? 8 lít xăng. Vậy thì giảm đi. Khi mà số km giảm đi 2 lần thì số lít xăng này cũng sẽ làm sao? À, giảm đi 2 lần. Được chưa? Vậy thì cái ô tô đi 50 km trên cái con đường đó, trên con đường đó sẽ tiêu thụ hết số lít xăng là ok. Như vậy thì số km giảm đi thì số lít xăng cũng phải làm sao? Giảm đi. Ok chưa nhỉ? Giảm đi 2 lần thì số lít xăng cũng sẽ giảm đi 2 lần. Như vậy thì 8 chia 2 sẽ bằng mấy? 4 lít xăng. Xong chưa? Rồi, như vậy mình đã xong câu A nhé. Rồi đến câu B này. Nếu mỗi lít xăng có giá là 23.960 đồng thì cái ô tô đi 50 km trên con đường đó hết bao nhiêu tiền xăng?
trên con đường đó là bao nhiêu? 4 lít. Mà 1 lít bằng này, được không? Wow, dễ ơi là dễ ơi, đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ có câu B. Ô tô đi trên gì? Trên cái con đường đó hết số tiền xăng sẽ là, được không? Dễ ơi là dễ ơi thôi, đúng không? Như vậy thì 1 lít là 23.960 đồng, nhân lên cho mấy lít? 4 lít, đúng không? Đi 50 km, câu A, được chưa? Các em lấy 23.960, chúng ta nhân lên cho mấy? Cho 4. Như vậy mình sẽ được bao nhiêu? 95.840. 95.840 đồng. Ok chưa nhỉ? Đó. Và đến đây thì chúng mình chỉ cần ghi đáp số thôi. Đấy, câu A là bao nhiêu? 2. À xin lỗi, 4 gì? 4 lít. Rồi, câu B. Bao nhiêu tiền? 95.840 đồng. Được chưa? Xong nhá. Khá là đơn giản đúng không? Rồi. Mình đến với cái bài tiếp theo là bài số. À, bài số 4 à. Gọi là bài số 4 cũng được đi. Đây là bài khám phá về đất nước của chúng ta nhé, đất nước em. Ok. Rồi thầy đưa nó sang đây. Đất nước tôi thon thả giọt đan bao, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng đọc cái đề xem nào. Dưới đây là hình ảnh các bạn tham quan nhà máy gạo lớn nhất ở châu Á, tại An Giang. Ai quê An Giang thì chúng ta điểm danh nhá. Em hãy giúp các bạn trả lời câu hỏi. Rồi, như vậy đây là cái người công nhân hoặc là cái người quản lý ở cái nhà máy gạo này. Ta nói là gì? Nhờ áp dụng công nghệ mới thì nhà máy có thể xay sát 16.000 tấn lúa khô trong 10 ngày. Ok, chú ý cái tức cơ nhá. Với công suất đó thì trong 1 tháng 30 ngày thì cái nhà máy này được bao nhiêu tấn lúa? Ok, chú ý nè, 16.000 tấn lúa là trong 10 ngày, được chưa? 16.000 tấn này thì trong bao nhiêu ngày? Trong là 10 ngày. Vậy bây giờ chúng ta có bao nhiêu? Ta hỏi bao nhiêu? 30 ngày. Đấy. Vậy thì với 30 ngày đây này thì sẽ là bao nhiêu gì? Bao nhiêu nghìn tấn lúa, đúng không? Đó, đây chính là mấu chốt thôi. Mình chỉ cần nắm được cái điều này để giải thôi, không cần phải quan tâm cái gì nữa, đúng không? Được không nhỉ? Ok chưa nhỉ? Rồi. Vậy thì kem sẽ giải cái quyết cái bài toán này như nào? Bài này có rất là nhiều cách, đúng không? Nhiều cách để chúng ta giải. Các em có thể rút về đơn vị hoặc là gì, tìm tỷ số đều được hết. Đấy, chẳng hạn như thầy sẽ hướng dẫn ta cách số 1 này. Cách số 1 nhá. Các em sẽ rút về đơn vị cho thầy. 16.000 tấn trong mấy? Trong 10 ngày. Vậy thì thầy sẽ rút nó về đơn vị là mỗi ngày. Mỗi ngày cái nhà máy sản xuất được, nó gọi là sản xuất đúng không? Ở đâu rồi? Mỗi ngày cái nhà máy có thể xay sát, chứ không phải sản xuất.
mỗi ngày cái nhà máy này xay sát xay sát nhé, xay này là xay rượu rồi, xay thuốc rồi, này xay này, xay sát này, xay sát được số tấn lúa đúng không nào, là đấy, tức là kem sẽ rút nó về đơn vị. Như vậy thì 10 ngày là 16.000, vậy ta lấy bao nhiêu? 16.000 này. Đấy, kem chia cho mấy? Chia cho 10. Chia cho 10 thì chúng ta chỉ bớt đi bao nhiêu? Một chữ số 0. Đúng không? Như vậy thì nó sẽ là bao nhiêu? 1.600. Chuẩn không? Như vậy một ngày sản xuất là 1.600 tấn. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ ta hỏi bao nhiêu? 30 ngày. Vậy thì 30 ngày tức là một tháng đúng không? Thì cái nhà máy sẽ xay sát được số tấn lúa là ok không nhỉ? Rồi, như vậy chúng ta sẽ lấy một ngày 1.600 nhân lên cho một tháng 30 ngày. Được chưa? 1.600 kem nhân cho 30 thì 16 nhân 3 thôi, đúng không? Sẽ ra là bao nhiêu? 48.000. Đấy, công suất khá là ok đúng không? Như vậy sẽ được báo 48.000 tấn nhá trong một tháng đấy kem. Quan trọng là có lúa để sát không, đúng không nào? Rồi, và chúng ta sẽ ghi đáp số. Đó là cách số số 1. Như vậy thầy sẽ hướng dẫn ta cách số 2. Cách 2 nhá, là tìm tỷ số này. Thì mình chỉ cần chú ý ở đây này. 16.000 tấn 30 ngày, bây giờ 30 ngày thì bao nhiêu? Vậy thì giờ số ngày tăng lên thì số lúa nó sẽ gì? Tăng lên, đúng không nào? Đấy, hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi, vậy thì 30 ngày gấp 10 ngày số lần là, đấy, các em thấy số ngày mà tăng lên thì số lúa nó sẽ tăng lên. Ok, 30 chia cho 10 thì bằng mấy? Bằng 3 lần. Ok chưa nhỉ? Rồi, mà 10 ngày thì bằng này, vậy thì 30 ngày chúng ta sẽ lên nhân lên số gì? Số lần thôi. Rồi, vậy thì mình sẽ có lời giải thứ hai, 30 ngày cái nhà máy sẽ xay sát được số tấn lúa là ok. Đấy, thầy sẽ lấy luôn cái lời giải này, ghép nó vào đây cho nó nhanh, gọn lẹ. Ok. Được chưa nhỉ? Vậy thì mình có 10 ngày là bao nhiêu? 16. Vậy thì sẽ gấp lên bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? 3 lần, đúng không? 10 ngày thì bằng này nè. Thì chúng ta sẽ lấy là bao nhiêu? 16.000. Kem gấp lên cho thầy 3 lần. Đấy, như vậy thì 16 nhân cho 3 thì nó cũng sẽ là bao nhiêu? 48.000 tấn. Được không? Như vậy cách nào đi nữa thì chúng ta cũng phải có đáp số là 18.000 tấn nhá. Đường nào thì cũng về La Mã thôi đúng không? Nước đi đâu thì cũng sẽ về sông, về biển hết. Ok. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành được tiết số 2 của cái bài này. Và hẹn gặp lại các em ở trong bài 9, bài toán giải bằng 4 bước tính nha. Bye bye.